Câu chuyện này chẳng có mấy kỳ được sướng đâu. Tại mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ việc thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Để hôm mày ơi quan tâm thì phi ngồi kỹ làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây với pha. Với cho nó hết thấy đủ.